Dịch Covid-19 đang làm thay đổi cuộc sống của chúng ta, từ thói quen sinh hoạt hàng ngày, vui chơi, giải trí cho đến cách đón những sự kiện lễ hội trong năm. Năm nay, mặc dù Giáng sinh rơi vào cuối tuần, nhưng thay vì chuẩn bị những bữa tiệc tập trung đông người, người dân lại có xu hướng tận hưởng không khí Giáng sinh một cách ấm áp, thân mật nhất mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì đây là sự thay đổi tích cực. Điều này cũng đã vô tình tạo ra không khí Giáng sinh rất hay và rất riêng. Với nhóm workshop của chị Lê Thủy Trinh, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tạm gác lại những âu lo về Covid, không khí Giáng sinh vẫn ngập tràn khắp muôn nơi. Chị Trinh cùng các cộng sự vẫn giữ lạc quan và sáng tạo để chào đón và cảm nhận Giáng sinh theo cách riêng của mình. Chị vẫn giữ thói quen trang trí cây thông vào mỗi dịp Noel. Tuy nhiên năm nay, cách trang trí đã có nhiều thay đổi, sáng tạo và độc đáo hơn. Đây là một cái loại hình bánh mà ở các nước phương Tây như là Anh, Mỹ hoặc là Nga thì đã có rất từ lâu rồi. Thì hiện tại cái loại hình này mới du nhập đến Việt Nam. Cái này là bánh nguyên thủy, là một dạng bánh cookie. Mình sử dụng các cái loại đường để vẽ phủ lên đường. Ở đây mình sẽ sử dụng là đường icing, bao gồm đường xay và bột bắp với tỷ lệ theo của nhà sản xuất, thì mình sẽ tạo hình và tôm và sử dụng màu thực phẩm, cho nên là rất là an toàn khi sử dụng bánh. Cái bánh nền này đó là cốt bánh quy cám. Cái cốt bánh quy này người ta đã tính toán để cái lượng đường nó hạt ít và nó phù hợp với cái cốt, cái mặt đường trang trí bên trên, cho nên khi các bạn dùng bánh thì nó không có ngọt quá ngọt. Thoạt nhìn những phụ kiện xinh xắn này chỉ dùng để trang trí, nhưng điều đặc biệt là chúng đảm nhận đến ba vai trò chính trong mùa lễ hội: vừa là vật trang trí, quà tặng thể hiện tình yêu và cũng là một loại thực phẩm vô cùng ngon miệng. Chúng chính là những chiếc bánh quy vẽ đường icing làm mưa làm gió trên thị trường Giáng sinh năm nay. Trải qua mấy tháng mùa dịch thì tâm trạng mọi người ở trong nhà cũng rất là bức xúc. Tâm lý cũng bất ổn, cho nên mình sẽ nghĩ ra một cái loại hình giải trí để cho các bạn cảm thấy vui, nhiều màu sắc, vui vẻ để thư giãn tinh thần. Hiện tại thì cái làm bánh này nhìn thì nó rất là khó, nhưng mà thực tế ra những cái kỹ thuật của nó thì cũng là ở dạng là mức trung bình thôi, không đến nỗi là quá khó, thì các bạn cũng có thể tự làm ở nhà đỡ được. Không chỉ mỗi dịp Giáng sinh mà có thể là làm trong các dịp Tết, các mẫu bánh Tết và các mẫu bánh về Valentine đều được cả. Bánh quy Noel với những hình thù ngộ nghĩnh bắt mắt đang được rất nhiều người tìm mua trong dịp Giáng sinh năm nay. Chúng đáng yêu đến mức không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng yêu thích. Mùa Giáng sinh đặc biệt này, những chiếc bánh nhỏ xinh trở thành món quà hợp lý để dành tặng người thân yêu của mình thay vì những món đồ đắt tiền xa xỉ. Bánh quy Giáng sinh có nguồn gốc rất lâu đời. Vào dịp Giáng sinh, những chiếc bánh quy nhỏ xinh là vật không thể thiếu nhằm thể hiện tình yêu của người tặng với mọi người. Dạ, em nghĩ năm nay là một năm khá buồn với mọi người đó chị. Tại vì năm qua thì tình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp, và cái không khí Noel thì mình cũng không có thể cảm nhận rõ như mọi năm. Nhưng mà khi mà em được đến đây và em trải nghiệm không khí Noel như thế này, và thông qua một cái loại hình trải nghiệm rất là thú vị như vậy, thì em vẫn có cảm giác Noel, và em nghĩ đó là một trong những cái loại hình trải nghiệm khá là mới mẻ mà các bạn trẻ có thể thử trong năm nay ạ. Giáng sinh là mùa đoàn tụ và tận hưởng sự ấm áp của tình yêu thương. Và trong không khí Giáng sinh ngập tràn, không thể thiếu món bánh quy vẽ đường đủ màu sắc. Ngoài việc dùng làm quà tặng thì những chiếc bánh nhỏ xinh này cũng còn giúp trang trí thêm những bữa tiệc cuối năm thêm phần sinh động. Với cách làm bánh quy trang trí đường đơn giản này, tự tay bạn cũng có thể tạo ra cho mình và người thân một mùa Giáng sinh rực rỡ và ấm áp rồi đó. Thế nhưng năm nay, dù tận hưởng Giáng sinh bằng cách nào, thì chúng ta cũng đừng quên tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch để có được một mùa lễ hội thực sự an toàn và bình yên nhé.